xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đang ở trên khách sạn và mình đang ở ngoài sân thượng, rất là mát luôn các bạn ơi. Bên đó là nhiều cây với lại ánh đèn của nhiều nhà ở lên đó, nên mình nhìn xuống rất là đẹp luôn. Còn ở dưới đó, bây giờ tối luôn. Hồi sớm á, mình ở phòng ở dưới các bạn, nhưng mà ở trên đây nó có ban công, có bàn, có ghế, thì mình lên đây để mà nướng đồ ăn. Hôm nay mình sẽ làm một cái buổi tiệc. Ok các bạn ơi, có chị Linh nè, có nhiều anh chị á, rồi mình sẽ bắt đầu làm một cái buổi tiệc giống như là một cái party trên sân thượng vậy. Nhưng mà ăn vào buổi tối thì phải nói là không khí ở ngoài Đà Lạt thì siêu lạnh luôn các bạn ơi. Và ăn đồ nướng á, thì phải nói là đúng bài luôn. Tụi mình sẽ thưởng thức đồ nướng mà ở trên Đà Lạt, cảm giác mà lạnh lạnh mà ăn đồ nướng rồi uống vài lon bia thì bên đây trên cả sự tuyệt vời luôn. Và mình đang đứng ở trên đây, đang mặc áo khoác với là quần đùi. Mình cảm thấy là hình như nhiệt độ bây giờ nó tầm 19-20 độ, nó không có lạnh lắm, đây rất là mát luôn. Ở bên đó là các bạn thấy những cái ánh đèn bên đó không? Ở bên đó rất là nhiều nhà luôn. Nhìn ở bên đây nhìn qua thì mình thấy nhiều ánh đèn bên bển, nó chói ló, nó lấp ló, nhìn đẹp lắm. Ở đó là một cái cây rất là tối luôn. Tại tối đó, các bạn thấy chứ ngoài thì mình thấy một cái cây. Hôm nay là gầm lớn đó, nên có chăng gầm tháng 7 mà cũng lớn lắm luôn á. Gầm lớn là gầm tháng Giêng với lại gầm tháng 7. Gầm tháng 7 là cũng là siêu lớn luôn. Nên chăng bây giờ rất là tròn luôn các bạn ơi. Bữa nay có chăng nên ở đây sáng lắm chứ không có tối. Mình thuê cái khách sạn này không phải là giống khách sạn trước đâu. Ở trước là một cái căn nhà, còn bây giờ là một cái khách sạn dành riêng cho những khách du lịch lại đây để mà chơi, để mà ăn uống đồ nướng đồ này kia thì nó sẽ dễ hơn. Còn ở đằng kia không có tiện lắm các bạn ơi. Nói chung là như vậy đi. Còn bây giờ mình sẽ vô phụ anh chị để mà làm đồ nướng. Xíu nữa mình sẽ ăn một cái buổi tiệc đồ nướng trên sân thượng. Đây là đồ chút xíu nữa tụi mình sẽ nướng nè các bạn ơi. Ở đây là có tôm nè, xúc xích với lại thịt cá viên nướng. Con bạch tuộc này to ghê. Cái con này mà nướng lên ăn xèo xèo đã. Là những cái xúc xích một hào quy cho bá luôn. Hôm qua mình có mua ăn á, nhưng mà rất là mắc. Cái đũa nó cùi bắp đó mọi người. Thơm. Chút xíu nữa anh chị với lại mình sẽ ăn ở bên cái bàn này và nhìn ra ngoài đó để mà ngắm cảnh Đà Lạt vào ban đêm. Đây là cây hồng. Cây hồng vào buổi tối nè các bạn ơi. Mình đang đi trên một cái cầu. Ở dưới là có nhiều phòng nữa, còn ở trên cao lắm luôn á. Kìa, bên đây là một cái quán cà phê các bạn. Quán cà phê trên đây với nó là cái cảnh nó siêu đẹp luôn. Ôi, bây giờ mình sẽ đi ra đây. Cà nướng mớ hành ăn nữa nè. Ở đây có cà với là ớt rồi hành nữa. Ơi, đây là đây là vỏ gác đó các bạn. Là chai tương ớt siêu to khổng lồ luôn. Ở đây có một trái bưởi. Ôi, đây là trái bưởi nè. Trái bưởi này thì nó to lắm luôn. Ở đây, đây có xúc xích đứt nè. Ủa lộn, xúc xích bình thường. Chính lại cái nó săn nhìn đã lắm á, nó không có bị teo. Đó các bạn thấy không? Nóng hỏi luôn, vừa hỏi vừa ăn. Mình đang nướng chân gà, đùi gà, xúc xích, tôm với lại bạch tuộc, đậu bắp rồi nè. Có cả cá viên nữa. Có 20 ngàn, con cần nghiên cứu lấy chợ rẻ lắm thiệt luôn. 5 ngàn. Bây giờ mình với lại chị Tiền với lại anh với thằng Tiến sẽ ngồi đây để mà nướng các bạn ơi. Chờ chị Linh ra. Tại vì chị Linh hồi sớm quay về mệt á nên còn trong phòng. Bây giờ tụi mình sẽ nướng xong rồi ăn uống luôn. Bạn ơi, không biết nãy giờ nó đang ở đâu nữa. Giờ mình sẽ đi kiếm nó. Đây là lầu thứ nhất, mình sẽ đi xuống đây thử. Hình như là phòng này luôn nè. 03. Tiền ơi! Ủa? Đâu ta? Mình không có thấy nó, bây giờ mình sẽ đi lên trên các bạn ơi. Không biết là nó có đang trong phòng chị Linh không nữa. Kiếm không chết chứ? Kiếm chị xuống dưới ăn. Ủa? Ủa? Tiền đâu? Tiền đâu đây má? Chà, không có tiền hả? Ai nhá không ha? Trời ơi. Nó thấy rồi, nó thấy rồi. Này trốn ở trong này. Đi xuống dưới. Đây nè chị. Chị Linh ơi. Có mà.
bà chùm. Nhớ trứng không? Trái trứng. Khỏi còn mẹ bé đi ngồi làm gì? Cái xúc xích nó bị khét nghẹt. Bây giờ có chị Linh ra nướng nữa nè. Vô. Bỏ vô cái chén mini này nhìn cô đe bả chữ. Một chén thôi. Chị tôi à. Cho chị tiền ăn muối ớt không em? Ok. Bây giờ tới công đoạn của mình rồi, mình phải đâm muối ớt. Hôm nay mình sẽ đâm muối ớt cho chị Linh ăn. Siêu cay luôn các bạn ơi. Bởi tôi nói có bắp chuối nữa là ngon. Nhưng Tú nó ăn ngon lắm, không biết ăn sao. Ngon bá đạo. Đúng rồi, hết luôn mấy cay chứ. Nhiêu đây nè các bạn ơi, mình nghĩ là khá là cay luôn rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đâm thôi. Lạnh mà xương xuống á. Chị đưa cái mặt em vô trong bếp than luôn đi. Ngọt ngọt lắm. Ngọt. Anh giờ đi về chặt ăn mới không có gan hay gì. Hết bên nữa. Ừ. Đó đó là nổi. Ăn đi một người. Mình cuối cùng mới hả? Mực à. Ừ. Sao á? Ngon. Tôm lột. Cái này không? Cái này cũng muối ớt của Tú muối ớt. Ớt thì thật sự có 81 trái hả? Nước sẵn luôn, tại nhiều ớt quá. Cần hết đâu rồi. Phải nó không? Đâu bên bờ đó. Chấm dầu. Bên đó tôi chê dầu à, dầu ăn rồi. Ừ. Ra nó dính hai cái kìa. Cái nào đâu? Ngọc chấm gì tương ớt hả? Không, chấm. Hai cái ớt. 2, 3, vô. Kìa gió quá trời luôn. Bên này chín rồi nè. Trời ơi. Đó mực cay. Trời ơi, tôi nghĩ mực. Trời ơi. Ổn.